Sáng nay, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lai dắt một tàu cá cùng 13 thuyền viên bị nạn trên biển về bờ tại thành phố Đà Nẵng an toàn. Trước đó, vào ngày 28 tháng 10, tàu cá PD96728TS do ông Võ Văn Dư làm thuyền trưởng đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ bị hỏng máy chính, mất khả năng điều động, không thể về nơi tránh trú bão số 7. Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã kêu gọi các phương tiện trong khu vực đến hỗ trợ tàu gặp nạn nhưng không thành công do ảnh hưởng của cơn bão số 7. Trước tình hình nguy cấp đe dọa tính mạng của các thuyền viên, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã cử tàu SAR 412 khẩn trương lên đường ứng cứu. Đến 17h45 phút ngày 29 tháng 10, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá, triển khai các biện pháp cứu nạn và tổ chức lai dắt tàu về bờ. Đến sáng ngày hôm nay, toàn bộ 13 thuyền viên cùng tàu cá bị nạn đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn.